Cánh trái của anh có những pha lên bóng rất tốt. Minh Say rất hay, chọc khe rất hay. Vào 3-0 cho 9598. Cú sút chân trái rất tốt của Quang Vinh. Bóng không chạm ai và bàn thắng không được công nhận. Đối mặt không vào. Thủ môn đã bắt được bài. Tình huống lắc sang phải của Việt Anh. Quang Vinh Đức Dũng .9598 Hà Nội thay trung vệ. Họ đang có vốn 3 bàn và họ bây giờ thay trung vệ Việt Quân ra. Vào sân là số 16 Minh Đức. Cú sút chân trái rất căng của Lý Đức Dũng. Đây cầu thủ mới vào sân. Số 16, Minh Đức. Đường chuyền rất xoáy, rất chuẩn xác, rất kỹ thuật của Vinh Tẩu. Đường chuyền rất hay cho Minh Chày. Vinh Tẩu ngày hôm nay đã có một bàn. Và trong bàn mở tỷ số thì cú đánh đầu của anh cũng khiến cho đối phương phản lưới nhà. Ban tổ chức giải lao động thủ đô Cúp Hồng Trà năm 2020 xin thông báo, xin mời các đại diện lãnh đội mà chúng ta chưa lấy thẻ xin mời vào khu vực căng tin và gặp đồng chí Toàn, đại diện ban tổ chức sẽ để chúng ta lấy thẻ. Minh Chày hơi khó. Mày hùng cú đá rất nguy hiểm của số 6 Tùng Anh. Dũng Lá. Rất hay của đánh gót của Ngọc Nguyên. Bật tường rất nhịp nhàng. Pha phối hợp rất cảm hứng giữa Ngọc Nguyên và Vinh Tẩu. Máy Đen đang không lên được bóng. Quý Thích, Tùng Anh. Rất tốt. Hai cầu thủ của Máy Đen đã không hô nhau mà họ đã đâm vào nhau. Ngọc Nguyên đã biên phải cho 9598. Dũng Lá. Quý Thích nhà ra không được. Tuấn Việt. Tuấn Việt chuyền rất chuẩn. Đá phạt. Đá phạt cho Máy Đen. Mạnh Hùng không vào. Cú đá thứ hai của Quốc Tuấn. Hiệp 1 đã khép lại tỷ số đang là 3-0 nghiêng về 9598 Hà Nội. Một bàn phản lưới nhà của Máy Đen giúp cho 9598 Hà Nội phản lưới nhà, mở tỷ số, và sau đó là hai bàn thắng của Dũng Lá và Vinh Tẩu. Những bàn thắng đều rất đẹp. Một hiệp đấu mà 9598 Hà Nội đã chơi tốt hơn hẳn. Crazy, crazy. Vâng, xin mời quý vị khán giả đến với hiệp 2, trận đấu giữa lão tướng 9598 Hà Nội và lão tướng Máy Đen United. Tỷ số của hiệp 1 đang là 3-0 nghiêng về 9598 Hà Nội. Ở đầu hiệp 2 thì 9598 Hà Nội có một số thay đổi người. vị trí tiền đạo Vinh Tẩu đã ra nghỉ và vào sân là số 9 Đức Ba Lan. Ở giữa sân thì Hùng Anh cũng đã vào thay cho Minh Trạch. Minh Đức phạm lỗi. Đường truyền không chính xác của Mạnh Hùng. Đức Ba Lan. Không thể đánh đầu, truyền vào. Tùng Anh. Văn Đức. Văn Đức vẫn là một trong những trụ cột của Máy Đen. Văn Đức. Phạm lỗi, quả đá phạt cho Máy Đen. Thực hiện quả đá phạt là số 5 Lê Quốc Tuấn. Ở giải này thì các đội sẽ có 10 lượt thay người và các cầu thủ có thể thay ra và thay vào. Một cầu thủ khi ra nghỉ lúc sau vẫn có thể vào đá tiếp, miễn sao mỗi đội tối đa chỉ có 10 lượt thay. Máy Đen vừa thay người, số 80 Quốc Huy đã ra nghỉ, vào thay là số 9 Tuấn Thành. Đây là quả đá phạt dành cho Máy Đen. Tuấn Thành. Đức Ba Lan đã bị phạm lỗi. Quả đá phạt này sẽ là một cơ hội để cho 9598 Hà Nội có thể gia tăng cách biệt. Dũng Lá. Đường chuyền tốt cho Văn Đức. Đội Máy Đen thì là những người đồng đội đã chơi bóng gắn bó với nhau rất nhiều năm và họ không tăng cường nhiều cầu thủ trẻ. Những cầu thủ xuất tay họ không tăng cường, đó cũng là một bất lợi. Phạm lỗi. Anh Đức Ba Lan hơi chậm. Nguy hiểm, đối mặt không vào. Thủ môn đã khép hàng kịp thời. Cú đá của Ngọc Phong vẫn không vào. Hùng Anh vào. Ngọc Phong ra ghi bàn và người kiến tạo là Đức Ba Lan. Bốn không cho 9598 Hà Nội. Trường Huynh. Một pha đè mặt lấy bóng rất tốt của Minh Đức. Ngọc Phong vấp bóng. Tuấn Thành. Không. Đức Dũng chọc khe rất hay. Ngọc Phong không theo kịp. Văn Đức, Tuấn Thành khá tốt. Đức Ba Lan. Hùng Anh Dứt điểm không vào. Cú sút đúng vào giữa khung thành, đúng vị trí thủ môn. Đi bóng của Trường Huynh. Hùng Anh. Dũng Lá. Tám thay người, số 3 Vũ Thạch vào thay cho số 16 Minh Đức. Rất tốt, tình huống ghi bàn rất tốt của Văn Đức. Số được rút ngắn xuống 1-4 cho Máy Đen. Rất dùng mạnh và dứt điểm của Quốc Tuấn. Anh truyền hỏng Dũng Á. Ngọc Phong nhả ra chưa đúng tầm. Tuấn Việt đã đẩy được phần góc. Vào, Ngọc Phong ghi bàn, nâng tỷ số lên 5-1 cho 95-98. Quốc Tuấn, Văn Đức, phạm lỗi rồi. Đá phạt cho Máy Đen. Ban tổ chức xin thông báo ngay sau là thi đấu thứ nhất sẽ là thi đấu thứ hai. Trên sân 1, sân 2 sẽ đá 2 trận giải League. Trên sân 3, sân 4 sẽ đá 2 trận giải Cup. Sân 1, Antipas sẽ gặp Ngọc Hà. Sân 2, Bắc Kỳ Family sẽ gặp Thành Nam. Trên sân 3, Triều Khúc sẽ gặp Hồng Sản. Số 7 đã sân. Và sân Đài Hòa Bình, Thành Hồng Cốc Bia sẽ đá trên sân 1 số 4. 26 anh ơi. Các thủ tục ra sân và kiểm tra Đức Dũng, như Dũng đã được thay ra. Thi đấu đầu tiên. Đề nghị các đội ở loạt thi đấu ra chúng ta nhanh chóng để khẩn trương, chúng ta có thể như thông báo chúng ta có thể đấu với sân số 5, sân 6 và đến giờ thi đấu là chúng ta sẽ vào tập trung để Hùng Anh làm thủ tục đăng ký cầu thủ. Người vừa dứt điểm là Mạnh Hùng. Quốc Tuấn, Văn Đức, Tuấn Thành. Ban tổ chức lưu ý là các đội nhận hồ sơ có thể nhận sớm ở bàn căng tin và ban tổ chức sẽ cử người để kiểm tra hồ sơ ngay tại căng tin cho nhanh. Tuấn Việt, Thích tiếp tục đá biên cho 9598. Không được, đánh đầu hụt, đó là Mạnh Hùng. Quy Thích, Quốc Tuấn, rất thoáng, đáy biên Ngọc Phong, khá nguy hiểm, lắc sút và xử lý của Hùng Anh. Vũ Thành, Hùng Anh, hành động fair play của Tuấn Thành đối với Hùng Anh. Việt Quân, Ngọc Phong vẫn còn, Vũ Tuấn, Tuấn Thành, không được, vào lối rồi, đá phạt cho Máy Đen. Tùng Anh, Vũ Thạch, Quý Thích, đường chuyền dọc biên không thành công. Và bắt bóng rất dinh. Hết giờ, như vậy là lão tướng 9598 Hà Nội đã có trận ra quân thắng rất hoành tráng 5-1 trước Máy Đen. Alo, alo. Thì các đội là chúng ta sau khi kết thúc trận đấu chúng ta sẽ chào khán giả. Ban tổ chức cũng như ở tạo thông báo tại buổi họp bốc thăm là ban tổ chức sẽ quay sân league, giải league là một sân, một là quay league, quay live, còn sân 2 quay off. Tất cả các sân, các trận của giải cấp là ban tổ chức đội nào cũng được quay một trận. Riêng sân số 4 sẽ quay live. Ở vòng thi đấu đầu tiên này sẽ giải cấp sẽ đá 4 bảng A.